ướp cá nha các bạn. Mình cho một muỗng bột nêm. Hai muỗng nước mắm. Một miếng đường. Một muỗng hành. Và nước màu. Dưới lên cho nó thấm đều và các bạn để trong khoảng 30 phút. Chúng ta để 30 phút, sau đó chúng ta sẽ kho. Bây giờ chúng ta bắt đầu kho cá. Các bạn kho cho nó sôi lên những này, xong này để một tí xíu, xong chúng ta chở mạch. Để một lúc sao cho nó thấm đều hai mạch, sau đó chúng ta đổ nước vào. Chúng ta cho thơm. Sau khi nó sôi được vài dạo thì chúng ta cho thêm ít nước. Các bạn có thể cho bằng nước dừa, nước mía đều được, hoặc là nước ép thơm thì càng ngon. Sôi lại thì chúng ta sẽ bỏ thơm. Cá ta là có nhiều thơm nên chúng ta phải bỏ thêm nước nó mới thấm được đều. Thường cá kho thơm thì kho xong mọi người sẽ thích ăn thơm nhiều hơn là thích ăn cá.
cái đó là đây mình sẽ bỏ nhiều hơn. Chúng ta sau khi mà cho nó sôi ra như này rồi, ta cho lửa liu riu đó, chúng ta kho trong khoảng là 20 phút cho nó thấm cá thấm thơm. Chúng ta cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn nữa nè. Lát nữa cá nó sẽ bóng, nó sẽ đẹp. Cá chín các bạn rất thành lá. Cắt thêm. Và các bạn cho nó sôi thêm xíu nữa các bạn bắt xuống là chúng ta ăn được. Chúc các bạn ngon miệng. Nó món cá kho, cam kho. Thơm. Món cá cam kho thơm, ăn cơm với cơm nóng. Hôm nay mình có thêm là món canh đầu cá cam nấu ngót và bông cải luộc, pha xét là dưa hấu.